Dạ vâng, con xe này là con Toyota Vios các bác nhá. Sản xuất 2010, bản E xịn nhá, bản E xịn nhá, trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí phanh ABS nhá. Cái dòng này các bác đừng nhầm lẫn với cái dòng limo lâng nhá. Cái dòng limo lâng ấy người ta chỉ lâng lên thì không thể đủ được những cái vấn đề là phanh ABS và túi khí được. Nhưng con này bản E xịn đây thì có từ trong nhà máy luôn. Thì là người ta có trong từ nhà máy là có sẵn luôn túi khí và phanh ABS, cái đấy không thể độ được nhá. Bản E lúc nào nó cũng cao cấp mà là xe gia đình luôn. Em để cho bác giá cực kỳ yêu thương, cực kỳ rẻ. Giá này hầu như là cắt lỗ xả hàng rồi nhá. Có 150 triệu. Được chưa? 150 triệu cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 bản E xịn. Xe gia đình. Một trong những mẫu xe lùi đồng cuối đá. Máy em đang để lổ đây, lổ rất êm. Bốn quả lốp đẹp này. Và trang bị bốn mâm đúc luôn. Có kết hợp phanh ABS nhá. Chống quá cứng. Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay em lên sóng cho bác xem mẫu xe nữa đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Toyota Vios sản xuất 2010. Có bản E xịn, bên em bán cho các bác là 150 triệu. Tình trạng xe như sau, có xe không đâm đụng và không ngập nước. Máy số ngon, gầm bệ chắc, điều hòa mát. Có màn hình này đầy đủ này. Đó. Bản E xịn này. Với tầm tiền quá hợp lý luôn các bác ạ. 150 triệu thôi. Vậy các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988 04 đuôi 48 và 0926 836 686. Toàn bộ 4 táp ly đồng đều như nhau, còn khá đẹp các bác nghe. Chờ em quay rất chi tiết để các bác xem và cảm nhận con xe này nó còn đẹp như thế nào nhé. Tầm tiền quá hợp lý luôn, được chưa? Tầm tiền quá hợp lý này, mức giá thì hợp lý, xe chất lượng. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang các bác nhé. Đây, máy hơi bụi bẩn một chút thôi, lau chùi là sạch thôi. Máy lổ êm kít này, êm du, khá êm luôn đấy ạ. Em đang ở trong này nó không bị ồn nào gì đâu nên là nghe nó hơi rõ, nghe nó kiểu như là kiểu nó không ồn con nhá. Và đâu con này khẳng định luôn các bác, đi ra ngoài đường mà lổ máy trong xe không nghe tiếng máy lổ luôn các nhá. Chất lượng, một con xe với cái tầm tiền cực kỳ hợp lý so với thị trường nhá. Bản E xịn các bác nhé. Vâng, em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.